Nga tăng cường tung bộ binh Stormzy tấn công trực diện gần Adivka. Lầu Năm Góc cảnh báo hậu quả nếu Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine. Tìm diệt chỉ huy Hamas, Israel không kích thẳng vào khu tị nạn. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật về cung cấp viện trợ riêng cho Israel. Chuyên gia Nga, chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh youtube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo giới chuyên gia, người Nga ngày càng ưa thích sử dụng các đơn vị bộ binh Strom Z trong các cuộc tấn công dữ dội gần thành phố Adiivka, nơi giao tranh nuốt chừng hơn phân nửa nhân lực tham gia chiến đấu chỉ trong vài ngày. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, các nhà phân tích chỉ ra rằng các lực lượng Nga đang kiên trì sử dụng các đơn vị tấn công Stormzy trong các cuộc tấn công trực diện và ca do bộ binh chỉ huy. Đại tá Alexander Stupin, phát ngôn viên của nhóm lực lượng Tavria miền nam Ukraine mới đây cho biết rằng quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công bộ binh trực diện theo kiểu cối xe thịt gần ca đồng thời đang huấn luyện các đơn vị Stormzy cho các cuộc tấn công trong tương lai. Một blogger quân sự Nga truyền theo dõi và đưa tin về giao tranh ở Avdivka tuyên bố rằng các cuộc tấn công theo kiểu cối xây thịt là khi bộ binh Nga cố gắng tiến lên tấn công mà không có pháo binh yểm trợ, chấp nhận thương vong cao. Một blogger quân sự khác của Nga cho rằng các đơn vị tấn công Stormzy ở mặt trận Avdivka và sườn phía nam thành phố Bakhmut thường bị tiêu diệt trong vòng vài ngày sau khi tác chiến tích cực một blogger quân sự Nga cho rằng các đơn vị Stormzy thường tham chiến trước khi tiến hành trinh sát hoặc thiết lập liên lạc với các đơn vị lân cận. Đồng thời họ cũng cố gắng sơ tán những người bị thương mà không có pháo binh yểm trợ. Theo trang tin Defense, hơn 20 máy bay trực thăng K-52 và Mi-8 của Nga đã rời khỏi căn cứ không quân ở Bediansk sau cuộc tấn công ATACMS của quân đội Ukraine. Người Nga bắt đầu rút lực lượng không quân chiến thuật của họ ra xa tiền tuyến, đề phòng có thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các sân bay. Theo đó, hình ảnh vệ tinh công bố gần đây cho thấy, tính đến ngày 29 tháng 10, toàn bộ máy bay trực thăng của Nga đã biến mất khỏi sân bay ở thành phố Berdyansk, thuộc tỉnh Zaporizhia do Moscow kiểm soát. Quyết định kéo máy bay trực thăng tiến sâu hơn vào phía sau hậu phương được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ không quân này. Có lẽ đã hạ gục 9 trong số 20 máy bay trực thăng tấn công. Những bức ảnh vệ tinh cập nhật về căn cứ không quân Berdyansk được cung cấp bởi nhà phân tích quân sự Berdy Afleck có thể so sánh những bức ảnh này với các bức ảnh ở Berdyansk cùng ngày 29 tháng 9 trước cuộc tấn công của Ukraine. Theo đó, trước cuộc tấn công, dễ dàng thấy có tới 20 máy bay trực thăng KA-52 và MI-8 đóng quân ở đó. Đây gần như là cả một trung đoàn không quân Nga. Nhưng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công căn cứ vào đêm ngày 17 tháng 10 đã thay đổi tất cả. Người Nga chỉ mất chưa đầy 2 tuần để sơ tán một trung đoàn không quân, tức là không chỉ bản thân máy bay mà còn cả các thiết bị hỗ trợ và bảo trì, một tốc độ nhanh chóng ấn tượng. Câu hỏi vẫn là bao nhiêu chiếc trực thăng trong số này có thể tự rời khỏi căn cứ và bao nhiêu chiếc phải đường vận chuyển trên mặt đất. Theo giới chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga với tên lửa tầm xa R-37M là nỗi khiếp sợ của các chiến đấu cơ Ukraine. Và đợt lại vụ việc 24 máy bay Ukraine bị hạ chỉ trong 5 ngày, giới chuyên gia quân sự cho rằng chính Su-57 chứ không phải sát thủ nào khác là át chủ bài mà Nga đã dùng để gây ra thảm họa cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó cho biết, trong khoảng thời gian gần một tháng, lực lượng với tên lửa phòng không và máy bay Nga đã tiêu diệt 31 máy bay và không quân Ukraine, 20 tiêm kích MiG-29, 8 máy bay cường kích Su-25, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, hai máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 và 8 máy bay trực thăng. Theo các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho giới truyền thông, một tình huống bất thường đã phát sinh vào cách đây vài ngày có sự gia tăng đáng kể về số lượng máy bay có người lái bị bắn rơi, gồm có 24 chiếc trong 5 ngày, có một số lý do giải thích cho thành tích này của các lực lượng Nga. Thứ nhất, người Nga bắt đầu sử dụng máy bay A-50 AWACS tích cực hơn. Giờ đây, các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm hơn A-50 đang đuổi theo máy bay Ukraine trên khắp bầu trời. Suốt ngày đêm, mở rộng phạm vi radar của các hệ thống phòng không trên mặt đất S-300, S-350 và S-400 có thể bắn hạ các mục tiêu không thể tiếp cận trước đây. Giả thiết này chưa thuyết phục được đa số các chuyên gia. Thứ hai, Nga tăng cường sử dụng các tiêm kích Su-57. Theo đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã mở rộng hoạt động tuần tra trên không thông qua việc sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Su cả trên không phận Ukraine và xung quanh lãnh thổ của nước này. Nga hiện nay vẫn chưa có nhiều chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm Su Khôi, Su-57, nhưng chỉ với khoảng 5 chiếc bay tuần tiễu là đủ để làm nên mọi chuyện trên bầu trời Ukraine, đất nước vốn có diện tích không quá lớn. Đặc biệt là Su-57 Nga đang sử dụng phiên bản mới của tên lửa không đối không R-37M. Đây là loại tên lửa tầm xa có khả năng tàng hình, bám bắt trúng mục tiêu cao ở khoảng cách lên tới 300 km. Điều này có thể chứng thực bằng một điều là các phi công Ukraine của các máy bay bị bắn rơi đã phàn nàn rằng họ bị bắn rơi bất ngờ mà máy bay không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ hệ thống cảnh báo tên lửa về việc bị một radar đối phương khóa mục tiêu. Ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ rằng nếu Washington ngừng viện trợ cho Ukraine, Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột giữa hai nước. Ông Austin khẳng định, tôi có thể đảm bảo rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, Nga sẽ thành công. Nếu chúng ta ngừng viện trợ, Nga sẽ đạt được những gì họ muốn. Mấy ngày qua, ông Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken đang thuyết phục Quốc hội thông qua gói viện trợ trị giá 106 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Hơn 44 tỷ đô la Mỹ được đề xuất dành cho Ukraine, trong đó 12 tỷ đô la Mỹ dùng để mua sắm vũ khí, 18 tỷ để thay thế những vũ khí mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev. Ngoài ra, 10,7 tỷ đô la Mỹ sẽ dành cho việc hỗ trợ thông tin tình báo, tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu. 3,7 tỷ đô la Mỹ dành cho mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng ông austin và ông blinken đều lập luận rằng việc viện trợ quân sự cho ukraine sẽ hỗ trợ kinh tế mỹ bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng tạo việc làm mới cho người mỹ tổng thống mỹ joe biden nhiều lần khẳng định washington sẽ hỗ trợ kiev lâu nhất có thể tuy nhiên theo giới phân tích chiến dịch tranh cử tổng thống ngày càng nóng lên ở mỹ có thể tác động đến cam kết này của chính quyền ông biden tổng thống ukraine volodymyr zelensky tháng trước thừa nhận nếu mỹ cắt viện trợ cho ukraine kiev chắc chắn sẽ thua moscow Ngày 31 tháng 10, đại sứ Ukraine tại Warsaw, Vasil Vazarik, công bố thông tin với hãng thông tấn Ungryform rằng đại sứ quán Ukraine tại Warsaw gửi công hàm ngoại giao tới Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu ngăn các hãng vận tải chặn biên giới giữa hai nước. Ông Vasil Vazarik nhận định. Chúng tôi hy vọng chính quyền Ba Lan có thể đạt được sự thông cảm với người biểu tình tiềm năng để tránh chặn biên giới. Ukraine Farm dẫn lời ông Vasyl Zervarik cho biết, những lời đe dọa của người biểu tình nhằm chặn giao thông tại các trạm kiểm soát chẳng giúp ích gì cho hình ảnh của Ba Lan, cũng như hình ảnh doanh nhân Ba Lan tham gia hoặc có ý định tham gia vào các dự án khôi phục Ukraine. Trước đó cùng ngày, đại diện cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine Andriy Demchenko cho biết từ ngày 3 tháng 11, các hãng tàu Ba Lan có kế hoạch phong tỏa hoạt động của trạm kiểm soát Krakowes-Kocheva Ông lưu ý, Kiev đang chờ lời giải thích từ Warsaw để có thể thông báo cho người tham gia giao thông qua biên giới. Cũng trong ngày 31 tháng 10, chính phủ Ukraine thông báo chủ tập cuộc họp với Ba Lan và Ủy ban châu Âu do nguy cơ đóng cửa biên giới. Bộ Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Cơ sở Hạ tầng Ukraine thông báo họ đã nhận được thông tin về việc các hãng vận tải Ba Lan có thể chặn trạm kiểm soát. Thứ trưởng Bộ Trên, ông Serhii Derkach, gọi những biện pháp như vậy là có hại cho các hãng vận tải của cả hai nước. Chiến sự tại giải Gaza tiếp tục leo thang nguy hiểm khi quân đội Israel tăng cường chiến dịch không kích, đồng thời từng bước đẩy mạnh hoạt động tấn công bộ binh, hòng bom nghẹt khả năng kháng cự của phong trào Hamas. Một trong những đợt không kích đáng chú ý nhất của quân đội Israel vào giải Gaza ngày 31 tháng 10 là cuộc oanh kích vào một khu dân cư thuộc trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza hồi chiều cùng ngày, khiến cho hơn 400 người chết và bị thương theo nguồn của Hamas. Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine cho biết, ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng trong oanh kích, trại tị nạn và 150 người bị thương. Vụ không kích này cũng giúp Mỹ Israel triệt hạ thủ lĩnh Hamas Nasim Abu Azina, người được phía Israel cho là đã chỉ đạo cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Truyền thông khu vực và các nguồn tin y tế Palestine khẳng định phần lớn thương vong trong cuộc tấn công là phụ nữ và trẻ em. Đây là cuộc tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn thứ hai tại giải Gaza kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch không kích mang tên gươm sắt vào vùng đất này sáng ngày 7 tháng 10 để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel sáng sớm cùng ngày. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út mô tả cuộc tấn công vào trại Jabalia là hành động vô nhân đạo và xâm nhập nghiêm trọng luật pháp Ả Rập Xê Út. Từ Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công, coi đây là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Về phần mình, IDF khẳng định cuộc tấn công vào Jabalia đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hamas. IDF đồng thời cho biết hơn 20.000 binh sĩ Israel đã tiến vào Gaza để thực hiện các hoạt động chiến đấu bên trong Gaza kể từ ngày 28 tháng 10. Cuối tuần qua, hai sư đoàn chiến đấu của lục quân và tăng thiết giáp cũng đã được triển khai vào Gaza để tìm diệt Hamas. Ngày 31 tháng 10, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa bắn từ khu vực biển Đỏ. Đồng thời phá hủy nhà của lãnh đạo số 2 Hamas tại bờ Tây giữa lúc chiến sự ở Gaza ngày một căng thẳng. Trong một tuyên bố quân đội Israel cho biết, một tên lửa đất đối đất bay về phía lãnh thổ Israel từ khu vực Biển Đỏ đã bị hệ thống phòng không Arrow mũi tên đánh chặn thành công. Quân đội Israel cũng lập tức điều động các máy bay sau khi phát hiện tên lửa. Đây là lần đầu tiên hệ thống Arrow được sử dụng kể từ khi Israel tiến hành trả đũa Hamas quân đội israel cho biết trong tuyên bố tất cả các mối đe dọa trên không đã bị chặn bên ngoài lãnh thổ israel không có vụ xâm nhập nào được xác định trên lãnh thổ israel theo reuters báo động không kích đã vang lên ở thành phố eilat của israel một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ biển đỏ cư dân và du khách đã phải chạy đến hầm trú ẩn vì báo động chưa có bên nào lập tức nhận trách nhiệm về vụ việc xong vài giờ trước đó một quan chức cấp cao của houthi lực lượng quân sự được iran hậu thuẫn ở yemen tiết lộ họ đã bắn máy bay không người lái về phía israel để đáp trả cuộc chiến chống lại hamas mà israel đang tiến hành quan chức này cũng cho biết houthi là một phần của trục kháng chiến chống lại israel và đang chiến đấu bằng lời nói và uav Tuần trước, Israel cáo buộc Houthi sử dụng UAV gây ra vụ nổ ở hai đô thị của Ai Cập bên bờ biển đỏ, nhận xét rằng các máy bay này vốn được phóng để tấn công Israel. Cũng trong ngày 31 tháng 10, quân đội Israel đã phá hủy ngôi nhà ở bờ Tây của gia đình Saleh al-Arori, chỉ huy lưu vong của lực lượng Hamas. Ngôi nhà hiện không có người ở, trong khi ông Arori, cấp phó của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và lãnh đạo số 2 của lực lượng được cho là đang sống ở miền nam Liban. Nhà Trắng ngày 31 tháng 10 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật của Đảng Cộng Hòa về cung cấp viện trợ cho Israel mà không cung cấp cho Ukraine, kể cả khi dự luật này được thông qua ở cả hai viện quốc hội. Văn phòng quản lý và ngân sách của Nhà Trắng cho biết, dự luật này đi ngược với gói an ninh quốc gia của Tổng thống Biden vì không đề cập đến cung cấp viện trợ cho Ukraine, trong khi đây là yêu cầu khẩn cấp. Trước đó ngày 31 tháng 10, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số với chủ tịch mới Mike Johnson đứng đầu đã đưa ra một kế hoạch viện trợ trị giá 14,3 tỷ đô la Mỹ cho riêng Israel, trái ngược với sáng kiến 106 tỷ đô la Mỹ của Nhà Trắng bao gồm cả viện trợ cho Ukraine. Gói mới trên cũng không bao gồm viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza như Nhà Trắng yêu cầu. Dự luật của Đảng Cộng hòa về cung cấp viện trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel được thực hiện bằng cách cắt một phần ngân sách từ đạo luật giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden. Gói viện trợ trên là một trong những sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của tân chủ tịch Hạ viện Mỹ. Phát biểu với báo giới, ông Johnson cho biết dự luật có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 2 tháng 11 tới. Hãng Bloomberg đưa tin, quân đội Ả Rập Xê Út đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi xảy ra các vụ đụng độ với phong trào Houthi ở Yemen. Trước đó, ngày 30 tháng 10, 4 binh sĩ Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Houthi ở tỉnh miền núi Zajran, giáp biên giới với Yemen. Lực lượng này cũng đồng thời phóng một quả tên lửa về phía Israel. Đáng chú ý, các cuộc tấn công bằng tên lửa vào máy bay không người lái của Houthi nhằm vào Israel đã làm tăng nguy cơ xung đột cho Ả Rập Xê Út. Vũ khí phóng từ Yemen đều đi qua phía tây Ả Rập Xê Út rồi mới bay qua Jordani vào Israel. Các nhà quan sát quan ngại rằng những vụ đụng độ mới có thể phá hoại nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã tàn phá Yemen kể từ năm 2015. Theo Bloomberg, trước động thái leo thang mới nhất, hai bên đang trên đà đạt được một thỏa thuận chung, bất chấp việc hầu thi tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra cái chết của bốn binh sĩ Bahrain vào tháng trước. Phong trào Houthi đã tìm cách bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine sau khi chiến tranh bùng nổ ở giải Gaza từ ngày 7 tháng 10. Mới đây, Ezodo Lukianov, chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga cho rằng, chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra sau khi ông này đánh giá về tình hình của các cuộc xung đột có vẻ như ngày càng dễ bùng phát và leo thang tại nhiều nơi trên thế giới. Ông Fyodor Lukyanov nhận định, có một chuỗi xung đột ảnh hưởng đến toàn thế giới. Trên thực tế, chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra. Ông cho biết, gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc xung đột cũ vốn bị đóng băng, bùng phát trở lại, đồng thời đề cập đến tình trạng căng thẳng ở Nagorno-Karabakh, xung đột Nga-Ukraine và sự leo thang ở Trung Đông. Ông Lukyanov Giám đốc nghiên cứu của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai cho rằng, hàng loạt những cuộc xung đột đang diễn ra thực chất là chiến tranh thế giới mới, khác biệt đáng kể so với hai cuộc chiến toàn cầu trong thế kỷ 20. Chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga cảnh báo, tình hình leo thang ở Trung Đông không phải là cuộc xung đột cuối cùng sắp xảy ra. Thay vào đó, tình trạng thù địch nhiều hơn dự kiến sẽ bùng phát trên toàn thế giới và dường như không ai có khả năng ngăn chặn chúng ở thời điểm hiện tại chuyên gia lukianov nhận định trật tự quốc tế đang bị phá vỡ đó là một điều đáng lo ngại dựa trên nỗi sợ hãi về sự hủy diệt lẫn nhau nhưng có thể kiểm soát được các cuộc chiến tranh ở Trung Đông từng nổ ra trước đây, nhưng Liên Xô và Mỹ đã can thiệp và dập tắt cho đến cuộc xung đột tiếp theo. Còn bây giờ, ngay cả một cơ chế giải quyết tạm thời cũng không có. Ông lưu ý rằng nhóm chiến binh Hamas rõ ràng đã chọn thời điểm đúng để tấn công Israel vì nước này đã trải qua sự hỗn loạn nội bộ thường trực trong hơn một năm qua. Giới chức Israel dự đoán xung đột lần này với Hamas sẽ là một cuộc chiến khó khăn và kéo dài, và Ten Avid đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin chào và hẹn gặp lại